Và đây, đây chính là kết quả mà Kỳ Lân đã thực hiện tuyển chọn từng viên kim cương một, từng viên một về đồ sạch, đồ đẹp, đồ chiếu lấp lánh, tương đồng để gắn vào sợi dây đồng hồ chính hãng này. Đúng theo như tiêu chí tiêu chuẩn luxury của Kỳ Lân thì đây là những viên kim cương hột xoàn lấp là lấp lánh đẹp chiếu vô cùng luôn. Về đường kẻ biên, về đường chia tỷ lệ, về khoảng cách, về từng hộp, và nó đồng đều đồng nhất hết, đúng theo như tiêu chí luxury của Kỳ Lân, chứ không phải là cứ hễ kim cương là đưa vào, mà phải tuyển chọn đúng theo tiêu chí của tất cả các hãng lớn như vậy luôn. Và đó cũng là tiêu chí của Kỳ Lân luxury. Và mình nhìn thấy sợi dây này mình rất là phấn khởi và rất cảm thấy tự hào, và mình là một trong những nhà chế tác tân sức và kết tâm thêm những chi tiết cho những sản phẩm cao cấp xa xỉ trở nên vô cùng đẳng cấp, sang trọng, thượng lưu hơn. Và sợi dây này trước kia khi mà Kỳ Lân nhận thì khách hàng đã đeo zin như thế này, không có kim cương một thời gian dài rồi, nên là dây nó bị trầy cũ và bị hoặc là bị giãn, bị xệ, bị cong, thì Kỳ Lân đã thực hiện rút dây lại luôn cho dây trở nên bằng phẳng và làm mới lại như ban đầu luôn. Và thêm hơn nữa là sự lấp lánh đặc biệt của những viên kim cương vô cùng đẹp như thế này. Bất kỳ những sản phẩm trang sức nào mà quý khách muốn, quý khách chỉ việc đưa ý tưởng, Kỳ Lân sẽ thực hiện. Còn nếu như quý khách chưa có ý tưởng mà muốn như thế nào thì nói, Kỳ Lân sẽ cùng yêu cầu đó, và Kỳ Lân sẽ lên ý tưởng và Kỳ Lân thực hiện hoàn thiện để bàn giao cho quý khách. Nếu như quý khách đang có những chiếc đồng hồ chính hãng mà muốn đẹp hơn, trở nên sang trọng hơn và đẳng cấp hơn rất nhiều, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân thực hiện theo yêu cầu như thế này. Một chiếc đồng hồ đã sang trọng đẳng cấp và quá là thượng lưu rồi, nhưng đến với Kỳ Lân Luxury thì sự sang trọng đẳng cấp thượng lưu đó sẽ trở nên gấp hơn rất nhiều lần, bởi vì mình mua những sản phẩm xa xỉ luxury để mình phục vụ cho bản thân mình, đó là mình phục vụ cảm xúc của mình. Vì vậy, một chiếc đồng hồ đã đẹp đã sang rồi mà mình muốn nó đẹp hơn thế mình nữa thì hãy liên hệ với Kỳ Lân ngay lập tức thôi. Kỳ Lân Luxury, sang trọng đẳng cấp thượng lưu.